Nào bây giờ nó chuẩn bị lên. À chế được đèn pin chưa đây? Mỗi người một cái đèn pin đi. Rồi. Đâu? Đã đưa đèn pin này nào, nào bắt đầu lên thuyền và khám phá nào. Xem là chiếc thuyền có vẹo gì. Tới đi rồi. Mạnh ngồi trước rồi đưa cho đèn pin mà. À đúng rồi, có đưa rồi mày. Đèn pin nó chế bằng những cái gì ấy? Đây. Nó cần pin à? Một cái pin này. Pin ở cái hòn trước cửa. Ăn uống nó xay lên nào. Cầm theo đồ ăn lên. Một bát lâu nhỉ? Rồi, tỉnh rồi. Đang nằm này. Thế không hiểu. Hình như ớ, cái võng ở đây đâu? Ăn một lần và thấy thịt quán ướp ngon khủng khiếp. Võng ở đây đâu? Mình nó... Cái võng đâu? Nó sắp chết được vô. Gì? Võng đâu? Ủa? Quẹ! Điên! Điên à? Có ông bảo mẹ ăn... ngạt. Võng đâu? Đéo trời như ăn. Thôi thì mẹ hắn thằng Bình nó bị điên à? Mày bị điên à? Đâm một lần. Mày đùa một đâm lần thì thôi. Ôi uống nước rồi phạt tôi. Mày móc mẹ người võng đi. Cháu hiểu. Sao sao cái võng đâu rồi? Đặt lại chỗ cũ đi nào. Em sao chồng anh có chết thì còn lên chỗ nằm nằm cái võng ấy được ấy hơn đấy. Nằm cái võng là sẽ được cái gì nhỉ? Nằm cái võng là sẽ được Mua. Chuẩn bị đi nhá, từ từ nướng nốt cá rồi bắn. Múc nước đi, mỗi người múc một đầy chén nước đi. Tôi chết rồi, ăn gì xấu. Múc đầy một chén nước đi. Ôi cưng. Một chai nữa có khi đấu đủ. Hai chai. Thế thì chạy về lấy cái này, cái nào này nó à, cái thuyền này cũng to lắm đâu. Ăn à, làm mấy cái này mình tự chữ đây. Cốc ở nhỉ? Cốc ở đâu nhỉ? Làm lão. Cốc lên mà mà làm sao. Đợi tí nhá, đợi tí đợi. Làm gì ạ? Nào làm bằng cái gì ta? Thôi cho thằng Bình trên ấy thuyền thôi. Cái múc ở đây thì không múc. Chạy đó. Đâu? Đấy. Khó với lìn ô. Chim đâu đây? Chim hiệp hiệp ấy. Đấy, cầm nước theo nào. À, cầm đồ ăn theo đây. Rồi lên đường thôi. Cá mú ở trong này này, cầm theo đây. À, đợi tí. Ăn à, làm sao? Một cái, hai cái, ok. Làm mấy cái táo vậy? Cám ốc, cám ốc. Mái chèo. Mang đủ cả. Cô còn mang sẻ không nhỉ? Sẻ ở đâu đi? Một. Ở đi. Đồ ăn đồ uống đầy đủ đi. Ok, ba cái đèn pin giữ chứ trong người rồi. Bình ở trên thuyền trong thuyền. Thuyền kéo trong thuyền. Sống chung với trong thuyền chứ. Không cá mập nó sẽ chim với cá mập.
hết. Giống người. Cảm ơn con cắn rồi, cũng lắm rồi, được góc chứ mấy. Xây xung quanh lên nhảy rồi, dọc nhảy thuyền dọc nhảy, nó cắn được 2-3 góc, chả sao. Gì đó. Thực ra nó cắn góc này là vỡ neo rồi, từ xây xung quanh. Ui đi mẹ, đừng ấn chạy nhá, ấn chạy là tụt máu, à tụt ấy rất là nhanh nhá. Chơi game này không nên ấn chạy. Ai con. Thật sợ chơi game này không nên ấn chạy. Hạn chế dùng nút chạy. Mang theo mấy quả đi, vừa tăng thực vừa tăng nước. Đây tôi mang theo hai quả dấu đây. Ui đi. Có comment bảo mẹ xiên nhà ông ngọt quá. Cái gì ngọt mẹ. Nói thì biết được sự. Trên đời này làm gì có ai có thể. Ôi kìa, con thịt chim này. Nhảy lên. Có ai có thể vừa lòng tất cả mọi người được. Thánh nhân đâu đái kẻ khu khờ. Chào, chào cái ổ này. Ok. Đi. Dạ, không tối lắm, vẫn nhìn được. Đâu rồi, đâu. Đi đâu hết rồi. Đấy, tôi trên thuyền rồi, tôi ở sau thuyền. Đi cùng nhau nè, lên thuyền là lạc đấy. Đâu, đâu, sau. Đâu, chỗ nào? Thuyền này. Sau thuyền hay trước thuyền? Để cái game này cứ... Thấy tôi, bơi ra sau thuyền đi. Cứ cố... chơi game xin impact thì còn cứ chạy lướt đó rồi nước luôn nó tụt nhanh vãi thì con mẹ nước nó không nên ấn nút chạy, đừng ấn nút chạy nhá, ấn nút chạy là nước cũng đồ ăn tụt nhanh lắm. Kiếm đâu ấy nhắn lên kiếm đâu ấy kiếm đâu ấy hai người cầm đấy kiếm nhưng mà kiếm ai biết. Ôi đây. Điều đâu? Đây. Khám phá yeah. Con thuyền ma. Hai người cầm giáo, hai người cầm cầm giáo gì? Giáo gì? Có ấy đấy, có chuột. Khá sáng mà có tối lắm đâu nhỉ? Tối mà. Vì anh cầm giáo nha, em hiệp cùng cung nhau. Chuột đâu ra đây? Ông đang bật đèn không? Ở đây. Tối VL nè. Cái ông ba. Vẫn đủ sáng. Đủ sáng nhưng mà vào đây mình phải tìm đồ. À đây cậy này. Úi, ngon. Cái đầu ba để cậy cái này ok. Đây là cái gì đây? Úi đi cúi. Cầu dao này điểm gì này. Đây này. Chua, 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 chua. Nhờt mới tao à? Úi tỏa đấy. Úi đi các bạn. Nó lưng nó đéo hiểu. Lấy thì chua đi, lấy thì chua đi. Chuột béo to ấy. Chuột bảo... nó bảo đột biến mà. Chuột đột biến mà. Công thức. Ô, tôi nhặt được công thức gì đấy. Cá hề. Tôi nhặt được một cái công thức đồ ăn gì đấy không biết. Cá mèo. Được mà lắm hộp nhựa thế. Ê. Sực quát này. Có cái bầu. Có cái bầu ấy này không. Mở này đó. Bầu gì. Bầu cắt tư. Cứ đi tìm đi. Cái một cái như cắt, là cái kìm cộng lực để cắt sắt ấy. Ờ, kìm cộng lực, kìm cộng lực. Kìm cộng lực cái tổ đấy. Kìm cộng lực để cắt cái tổ đi này. Đi vào đây, đi vào đây. Kìm. Đây mình phải đi tìm cơ, mình còn tìm mấy cái kia cạc thôi, tìm đủ thứ trên cái tổ ấy cơ. Kìa có kia à, có chìa khóa đỏ kìa. Có một cái chìa khóa đỏ. Vết. À, chìa khóa đỏ ở đây Hiệp ơi, đi đi đi. Thực ra nên chỉ đeo người đi đầu thì cầm đèn là được. Đeo Buruki này. Luân phiên nhau cầm đèn, đừng có cầm cả lũ. À, khoảng 2 người có đèn thôi. Cái này là cần phải có cái cắt. Còn cái Red Key hình như là tầng trên thì phải, đi lên tầng trên đi. Ố, cái bình ga ở đâu ấy? Đây là Blue. Ai lấy cái bình ga đấy, Hiệp à? Blue. Ông đang ở đâu ấy, Hiệp à? Đang ở đâu đấy? À đây, Hiệp đây. Đi ngay với anh ấy. Đây. Ờ. Ui thì bên trong này. Trong này đóng thùng à, trong đóng hộp nhựa vãi. Trong plastic.
plastic này là ăn gì? Đủ mấy cái bánh răng này là chế ra được cái gì ấy? Cái nổ hay sao ấy? Toàn plastic nhặt nhẽo. Nhà đây. Ôi, bánh scrap này. Ôi, scrap ngon. Scrap mới ngon như sao nữa. Ơ, kim cộng lực đây rồi. À đây, 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 ơ, đúng không? Kỳ đây, nó bảo chuột, 5... Chuột, chuột, chuột. Nó bảo cần 5 cái gì này? Chuột đâu? Đây, đây, nó cần này, cần đồ này. Một cái elix... một cái dây điện này. Một cái bật lửa này. Một cái bình xăng và một viên đạn. The fuck? Để chế được cái gì đấy? Thuốc nổ, thuốc nổ. Khi đủ 5 cái thì mình vào đây để chế phải. Đi. Đâu rồi? Không đâu rồi. Quay lại đi chỗ kia. Đi đi quay lại kia cắt cái sắt. Đem đéo có kịp, có kịp chưa? Cắt cái sắt này ra như ra blue key này. Đâu? Chuẩn luôn. Còn có blue key đây, cứ hở màu blue key đây. À đây, lên tầng trên rồi, lên tầng trên rồi, lên tầng trên rồi. Trên này có gì không? Bắn bia này, thôi chơi. Ok. Ngồi chơi bia nào. Cái gì? Két. Đéo hiểu mày làm gì. Rồi. Cái gì đấy? Đừng có đâm vào nhau nữa, đéo hiểu. Đây đâu có gì à? Sáng sửa rồi tắt đèn nữa. À, đây trên chỗ sáng tắt đèn đi, đừng để vào đèn nó phí điện. Lại được cái nốt gì ấy? Đây nhá. Một đống nốt ạ. Ôi đây quán DJ đấy. Còn đạn này, nhặt cái đạn này. Ở đâu? Có bánh răng này. Cái hồ bơi của bánh răng này. Bây giờ mình phải kiếm đủ cái số, à kiếm đủ cái số đồ, cái đồ đấy. Rồi rồi, em nhau này. Em từng... Thử lên bên trên nữa mà. Tìm kỹ đã, mẹ. Vội vội vội. Đấy, đang tìm loài mắt này đây. Kêu rồi đấy. Đây đi sang bên này chưa đi này, bên này chưa đi này, đâu rồi? Còn phơi lại tích. Tôi nhớ hình như trong này nó có cái gì, ô nhà vệ sinh. Cái gì? Disco trong giật lắm, ông ra vào lại gì không? Mẹ. Chuốc, 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 chuốc. Cái gì? Đâu, 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 ui đi. Mày nhỏ này. Mẹ ông là bắn tên của mình. Ui, những con chuột nhìn ghê vãi. Ông nó bắn tên thẳng, có đâu mình. Hiệp chưa? Tìm ở trong này không nào? Chuột, 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 chuột. Tí lên nào gấu cơ. Còn gấu. Chuột đâu? Chuột đâu? Gấu cơ. Ở tầng trên này. Đây không chuột. Gấu hoàng. Mẹ mày. Tầng dưới đã tìm hết chưa? Rồi anh ơi. Thôi rồi. Hết rồi. Két sắt đây. Két sắt thì chưa mở được. Ui đi. Két sắt. Mình có. Ui đi. Cái gì đấy? Két sắt chưa mở được. Ông đang ở đâu đấy? Két sắt chưa mở được mình phải. Ai lấy cái tên ra khỏi người phát nào? Đang lấy được. Cái gì? Được. Không lấy được. Chuột. Đi cùng nhau đi hiệp, ông có đi một mình này. Bây giờ đang ở đâu? Dưới tầng đã đi hết tầng dưới đâu? Từ từ. Hết. Rồi đi đây, ra chuột đây. Chuột ai? Anh lẻ đấy. Đừng có đâm người, tôi đéo hiểu ạ. Cái anh đâu rồi? Đi thôi. Trong ấy hết rồi. Ui, cái bức tranh này nhìn kinh vãi. Nhiều plastic quá. Thôi, plastic nhặt trong đéo đi, đi thôi. Cái gì? Đây. Đi. Từ từ, ăn. Nhìn bức tranh này cho anh ơi. Nhìn ghê vãi. Nhớ rồi. Đi, lên tay trên. Không có gì nghiêm nữa, lấy cái tên á. Lấy đứng nghiêm, đứng nghiêm. Đi. Đứng nghiêm. Rồi. Ôi con chuột này, đi mẹ đi nó bò kìa. Ôi chuột chuột. Đi, nó đâm vào lưng mình đéo hiểu. Ngắm cho kỹ. Chuột 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 chuột. Chuột mình. Đúng rồi. Đéo đều, nó đâm vào lưng. Đấy, xin rồi. Đấy, tầng trên, từ từ tìm hết một tầng, hãng lên tầng trên. Ừ, chưa lẽ. Ông hiếp. Tìm hết tầng này, hãng lên, cứ đi kiểu... Vội hiểu ơi. Cái này cần một cái key card. Tầng này giống cái gì vậy? Ông... Phải có key card.
Đây có cái gì này? Ủa, tôi lại nhặt được một cái công thức nấu ăn nữa. Ngon. Cửa này bị đóng. Cái gì kia, một cái số kìa. À đây rồi, có cái code đây rồi. Code, mở code. Cái kết ở đằng dưới nhà. Từ từ em xuống. Đúng không? Mở code hay mở cửa đó. Từ từ bình tĩnh nào. À đây key card đấy. Nhận được key card này. Đéo mà mấy ông lên đây không nhặt key. Đâu rồi, green key. Green key á. Bây giờ xuống với nhà mở cái kết đã. Kéo cái tiếng gì đấy? Nghe đến chuột đâu ấy. Chiến đấu. Ông ở đâu ấy? Đéo hiểu ông ghen ông lên tầng 3 luôn rồi ạ. Ông bảo để đi hết tầng này lên tầng trên, tầng chưa đéo cũng lên tầng 3. Tôi biết, tôi muốn lên. Cất. Ông tầng 2 đã đi hết đéo đâu. Thôi đi xuống mở cái sắt đã. Trên này có gì không? Cần một cái ca chắc. Ca chắc là cái đéo. Kiểu cái kéo xe ấy. Đây ạ. À. Cái tay đòn bẩy của xe ô tô ấy. À cái đấy phải xuống sửa. Thằng Bình đâu rồi? Đây còn tầng nữa này, còn tầng nữa này, còn tầng nữa này. Tầng nữa thử đi lên nào. Đi lên chưa có gì đâu, chưa có gì ở gần trên đây cả. Ui ôi ôi. Ở đây có gì dương gì. Dương đồ này. Mà nhắn đi tôi full mẹ ăn. À một cái ấy. Cái này green key này, green key ở trên này. Green key lấy rồi mà. Ờ đây ở trên này mở rồi. Ui mẹ. Mày bảo cái sắt chưa? Có gì không? Ôi trong mày có quần của ai này? À rồi. Cái dây điện để kích nổ quả bom rồi. À ngon, có dây điện rồi. Mình phải chiếng đủ mấy món đấy. Ôi đi. Ôi đi. Mày cắn đâu? Cắn đau thế. Tại mày gà chứ, tại ai nữa. Mày đừng đi mình nữa. Đây có một tờ giấy này. Cái gì đấy? À bắt lửa, bắt lửa, bắt lửa, bắt lửa. Có bắt lửa nhá. Có cái hòm này. Từ 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 từ. Bom. Có đủ bom đây này. Công thức. Ui, cái gì ấy? Lấy được cái sách cát để mở cửa thôi. Cửa xin này, cửa xin này. Đâu rồi? Xong chưa? Acid đi ra ngoài thôi, nó chẳng có gì đâu, nó không phải mình có phải đem đi tìm đường thoát đâu. À cửa đây có bom rồi ấy, có quả bom để nổ từng hiện trường. Đi lên trên này phía anh này. Ui chạy. Ui rồi. Ui. Lên trên này. Lên tầng cao nhất đi anh. Bỏ tìm mày. Thôi. Anh chuột em tìm. Leo. Có đoạn mang ghi âm luôn này. Lên trên này đấy. Đâu hết rồi? Anh em nhá. À, không khen đâu rồi. Đây này. Không đâu rồi. Ngã mẹ em. Ngã ra ngoài á? 6820. À, mà có tọa độ mới rồi. Ba bo. Có tọa độ mới rồi đấy. Hay là cái đảo trước mình đi. Cái nào là con gấu ấy, sao anh nhớ là con gấu sao? Khoan, từ từ, trên này nhớ là con có lấy được cái... Rồi, em lấy hết rồi, em lấy hết rồi. Tống đồ này, đéo hiểu, lấy hết rồi, đéo rồi. Thôi, đéo tin là mình là lấy hết đẹp bởi vì hôm trước cũng là lấy hết nhưng mà... Anh tìm. Cuối cùng thiếu cái đèn pin. Không nó bị chết. Chết đi. Cắn. Anh tìm đây. Đây. Mạnh ơi, cho hai công thức này. Công thức full hòm đồ rồi. Tìm nghĩ em. Full hòm đồ rồi. Full hòm đồ rồi, nhặt đi. Thôi. Thế nhiên là xong rồi đúng không? Còn gì không? Kỹ thì. Kiểm tra lại đi. Hết rồi. Địt cơ mẹ. Kỹ thì. Nhầm. Thế đi mé ngoài em nào. Đây dài mẹ, cứ bảo hết rồi dài. Cái gì? Còn cửa này còn chưa đi à? Ờ đúng rồi, cửa này đã đi đéo đâu. Cứ hết rồi. Lấy ha, lấy cái bánh. Ôi đi bị làm sao được? Cái bánh lái thế hả, lấy cái ấy thôi. Lấy cơ thôi. Cửa này có gì ấy? Vừa lấy cái gì ấy? Vừa lấy cái gì trong mày ấy? Ôi, ông nào vào đây nhặt cái này ấy? Ngoại. Mày đâu? Lạc mẹ cho ông. Cái gì vậy?
À ngon, rồi. Công thức thì tấm hợp. Ngon. Rồi đi đi. Đi đi. Đi đi. Trong khi anh đâu rồi? Đâu? Đấy. Chớ hiểu ông làm một tí cũng rơi ra ngoài được mấy cái bữa. Thế nhặt được công thức ấy chưa? Có công thức bánh này chưa? Rồi, nhặt được hết rồi, em nhặt được rồi. Rồi. Đi thôi, đi thôi. Đây là cái gì đấy? Chỗ này kiểu sàn nhảy này. Thế này xịn nhỉ? Có sàn nhảy này. Chỗ này chỗ để xem phim này. Đúng không? Công thức thì chẳng học của ông đó. Sắc đi nờ đúng không? Ừ, sắc đi nờ ấy. Rồi tôi nhập được. Chắc đây là Titanic, Titanic. Đây, chỗ này để ngồi xem phim này. Còn chỗ này là sàn nhảy này. Anh em ơi, ra đây nha. Loa thùng loa thiểng này. Đồ anh, chuột, 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 đâu đâu cắn nó gầy toàn kéo thấy đồng đội đánh à nếu thấy bị mất máu vì chuột cắn toàn mất máu đồng đội đâm địch mẹ bó tìm ra đây nhặt đồ giúp em phát nào cái gì mày đang đâu mày cứ đi lẻ đéo biết mày đang đâu luôn sát tàu đấy sát tàu đó gì mày ra khỏi tàu chứ hay vẫn là trên tàu vẫn đang trên tàu thất sát tàu nó cái đéo đi thất tàu chỗ đéo nào này hôm nay với ai nhưng mà cái tàu này đúng 4 người đi nó dễ hơn hẳn đéo như trước nhanh vậy xong mày rồi á xong ở đây cái đèn thì dùng cho đây 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 đâu về sau đi tắt biển cũng dùng đèn được mà đây sau cái đèn có đèn rồi có đèn mà vẫn còn tôi có dùng mấy đâu thì mẹ phun mẹ hòm đồ còn đâu nữa để xem nào vứt gỗ đi rồi đi thôi vứt lông chim đi về tàu thôi về tàu mình thôi tàu mình thế nào vậy em về đây về ngôi nhà thân yêu đây tàu mình thế nào ấy xuống biển khai thác đi. Nó bập lại. Biển con nhiều mà. Thôi, ở đây bè mình đây. Cúc cả, cúc cả rong biển bạc ạ, vãi lìn. Rong biển bạc á? Một phát giữa mồm. Rong biển bạc em đi. Ai biết? Lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn đấy. Ừ. Rong biển bạc đâu xem nào. Sao đứng nhìn xa này, đéo đéo trên mình có sáng nhỉ? Đâu trong biển bạc đâu không làm cái này à không đâu đây là cái móc mà à đây công thức này học đọc xong thì vứt đi được mà đúng không ờ công thức này xong biển bạc hay trong biển bạc hay ờ đúng rồi nó là cái gì nhỉ không giữ lại cho vào máy gửi cho vào máy reset reset rồi mình học rồi cái này đâu đấy xuống khai thác rồi khai thác đi tớ để xem học rồi gì thế vứt đi nhá tôi cứ cầm về cho rồi vứt đi thôi được cầm không tin được mình mẹ lớn rồi còn gì nữa cầm về đây cho mày và xong cái phần chế tạo mà xem anh đưa thịt để người ta mới nấu nào đây bánh lái đây bảo học rồi mà lĩnh không tin không tin các mình thật mẹ tin là tin là ui tin chứ ở đây bánh lái rồi ok giờ chế tạo bánh lái rồi à từ từ mấy cái công thức đồ ăn này để vứt ra đi mà đặt kéo mày nãy cần cái gì rẻ ai thông biển bạc ai thông biển bạc để nấu nấu ấy nấu thịt cá mập đúng không ạ đó bơi xung quanh xem muốn tìm lấy trong biển nào đặt mày nãy sau đây đặt đây có cả đĩa vi cá này thì mà toàn bắt con nấm phải không ạ lấy đâu có nấm nấm ở đâu cái bảng mạch lanh và metanin gót
Thì toàn công thức có rồi, đặt không? Đặt bánh lái ở đâu? Để em chế tạo động cơ nhá. Đấy, đặt bánh lái trên này này, có bánh lái chưa? Bánh lái đi, bánh lái. Bánh lái. Đấy, trên này. Ở tầng tầng 2. Metan ingot hết rồi. Đặt chỗ này. Chỗ tôi đang đứng này. Ôi, trời ơi, nghe lên lên gì này? Con tàu đã chính thức gọi là đây mới gọi là tàu, đúng không? Metan đâu rồi? Để làm gì? Chế cái động cơ. Thì tôi bây giờ tôi sẽ xoay tàu 360 độ này. Xuống khai thác dưới biển đi ngay đi. À đó, tôi tàu có đang chạy đâu đâu. Phải rồi. Ngon. Tôi sẽ khai thác thịt cá mập. Ồ, cá mập này. Không để anh em ta yên. Cá mập. Thịt cá mập nấu thì làm thế nào nhỉ? À, nấm, cái nó bảo rồi yêu còn phải có nấm, nó biết lấy nấm ở đâu. Trời, nó quay cắn ai kìa. Đây rồi. Mày à. À mày mày. Lô. Nó solo solo. Tạm mày và Frank, ok. Solo solo solo. Đó. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Mày nó đủ tuổi. Mày nó đủ tuổi mà cắn tao. Em có cái thợ lặn, cái bộ đồ lặn, lặn sâu cực. Đi con mẹ đâm thêm một trượt kìa. Em vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi, chết. Lấy thịt nó về nhá, đừng nướng nhá, để mình kiếm nấm để mình làm thịt cá mập. Mà nấm thì kiếm đâu? Một phát, 5.000 thịt luôn. Ừ. Trên đảo. Trên đảo. Chắc phải lên cái đảo to này mới làm con nấm. Trên đảo mấy đảo này tôi nghĩ đâu. Đấy, thì lên đảo trước đấy. Thôi bây giờ lên đảo đấy hay là di chuyển đến đảo đấy. Đấy, còn gì không Quỷ Anh? Hết cả nước ạ. Cứ tìm đi. Đang Quỷ Anh ơi, chế cho em thêm cái dương đi. Dương vẫn còn mà. Còn gì? Để đựng cái đồ sống. Ra trước cửa, ra trước cửa. Chắc hết rồi, chẳng còn đéo ở đâu. Cái đảo này tôi nhớ đéo có gì nhiều. Thôi đi à. À, em thử chế mấy cái bánh lái nào. Ơ, cái thuyền đâu? À, địch mẹ, thưởng thuyền đi mẹ mất. Đấy rồi, quay trở về với những ngày tháng. Ngon. Đặt ở đây, đặt ở sau thuyền này này, hiểu mấy? Đặt ở sau thuyền nhìn cho nó chuất. Đấy. Thế không chỗ? Đây là chỗ này, nhà mới. Chỗ để gỗ để linh thắt. Đấy, đặt ra phía sau rồi này. Đấy là chỗ này này. Đặt được không? Làm dương đi. Ở đó không làm được, từ từ, để tôi đặt cho. Rồi, làm dương rồi, làm dương rồi. Để vứt thịt. Tôi phải ra lấy cái gỗ. Chuột vào nhá, 8 miếng thịt chuột này. Có cái hòm để đồ ăn thịt chuột với cả ấy đấy, riêng nhau ấy. Để... gỗ đâu nhỉ? À đây, gỗ đâu này. Thiếu cái thẻ đá rồi. Định làm món... này là để em vứt đồ linh tinh. Hòm này để em vứt đồ linh tinh. Có đi các mẹ thôi thôi. Đi đào em cho cái cuốc sắt này. Có đi các mẹ. Ai đang đào em cho cái cuốc sắt này, thấy không? Cũng được. Nhầm. Đấy. Cuốc sắt này. Cái đào ấy. Mày có cái cuốc kia sắp hỏng. Ờ, như là 2 ô đến đảo là. Đây rồi.
Ui, hết nhựa à? Phải lấy nhựa chứ mà lấy nhựa. Đá cái gì lên đạc. Hết nhựa. Ông này thật buồn cười mẹ. Hết thế này. Còn có gần một tấn nữa. Còn có hơn trăm cái. Thế bây giờ làm nào cái này chạy nhỉ? Hồi trước mình nhớ mình đéo biết làm nào cho cái này chạy. Lên đảo tiếp theo đi. Lên đảo tiếp theo đi. Đi thôi. À, hình như phải cho gỗ rồi đúng không? Đi. Đảo, lên đảo tiếp theo đi. Nghe người ta nhìn quả có động cơ thuyền này. Cho gỗ là kiểu gì nhỉ? Thì anh cầm gỗ lên rồi anh đặt vào thôi, gì đâu. Rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ui. Em thấy chúng nó đặt đặt cái bánh lái chạy ghê cục. Thế là sao mà cái bánh lái mình nó lại chạy chứ mình hết hơi này. Anh lên mạng mà xem. Em lên mạng, biết là lên mạng nhưng mà tại sao lên đồ trên mạng với đồ trong cái đồ ngoài đời nó khác nhau này. Thôi được rồi, câu cá chuẩn bị lên đảo. Nhổ neo đi, nhổ neo đi. Nhổ neo đi. Về này. Cái xem thuyền nó đi nhỉ. Sao chạy chậm quá nhỉ. Thịt chín đâu hết rồi, toàn thịt sống. Nhớ đi, đang câu cá. Bếp. Ôi giống này tốn nhiều đấy, đấy lắm nhá, tốn nhiều gỗ lắm nhá. Mình nhiều gỗ mà. Thì bảo mười mấy gỗ đo cho hết rồi mà chả thấy nó tăng tốc được mấy không ạ. Thuyền đang đi không á? Bà thịt đéo nào. Động cơ là chạy bằng gỗ nhỉ. Nó sẽ sai. Nó chạy bằng gỗ, nó cho gỗ vào nó đung lên nó cháy, nó nóng nó tạo ra hơi nước, nó đẩy động cơ hơi nước mà. Kiểu. Cái này mẹ đéo có điện phát triển được không? Nó chạy như rùa ấy. Mẹ đéo hiểu làm nào cho chạy nhanh hơn. Hả? Ai cho tôi biết cách nào cho nó chạy nhanh hơn không? I don't know. À anh sơ lên mạng lên trên đường rộng. Đéo gì mẹ còn và tàu neo để nắp tàu, tàu không... Ai ăn cua tàu ấy, ui, mẹ. Ủa? Ôi. Có phải cua tàu như siêu thích đâu. Cua tàu cẩn thận đấy. Đéo phải là vướng nhá. Đáng câu. Đây, có đập mẹ. Hết xung quanh đi, nó vẫn cứ mẹ ấy. Có đập hết xung quanh thì nó chạy vẫn chậm. Cháu hiểu vì sao nữa. Cần gỗ này, nó vẫn ghi cần gỗ này để tôi nhét. Tôi nhét mười mấy thanh gỗ vào rồi chẳng lẽ không đủ. Ông Hiệp nó cua tàu ở đâu đây. Tại sao cái game này nó không cho thêm điện nhỉ? Chỉnh hướng này, cái này chỉnh hướng à? Cái này là chỉnh kiểu tiến lùi đấy. Ông gạt nó sẽ là nó sẽ lăn lùi lại. Ông gạt cái này thì nó sẽ chạy từ từ tôi. Cái tắt bật này tắt. Này bật lên. Móc công suất rồi nhỉ, tôi nhét hết cả gỗ. Đấy rồi. Vòng qua đảo, vòng qua thuyền, vòng qua thuyền thật rồi. Anh vòng lên. Tôi xem nào. Ít có mẹ ai cứ này. À ui giời, buồm mẹ cái buồm. Không phải buồm. Buồm lúc nãy nó kể cả không buồm không ấy thì nó vẫn đi chậm mà. Quan trọng cái máy nó chạy chậm ấy, nó chạy như rùa. Sao ông ấy ai quay cái điều gì thế này? Ông đi nào, ông muốn đi nào? Đi qua cái đảo kia. Nó như nào? Yeah. Đi qua đảo thuyền này à? Đi thẳng rồi, đi qua đảo mới đến được cái đảo. Tàu đang đi chưa? Rồi. Đấy, cái cua này. Tàu thuyền nó cua được rồi mà. Nó không phải là đi kiểu ấy như trước đâu. Sao thuyền đéo chạy? Có khi cảm giác cái động cơ ấy đéo bằng cái buồm nhỉ? Có ai có cảm giác thuyền không đang chạy không? Không
đang bị đi lật rồi rồi. Đang bị đi sang hơn rồi. Đéo hiểu vì sao nhỉ? Đào ra và lại đít đi. Đào ra và lại đít là được. Cái gì? Đâu đâu được chưa? Mình làm được món salad cá ngừ này mày nghe. Salad cá ngừ làm đi. Mà tôi cảm giác là sắp tuyến nó đéo chạy nhỉ? Đang căng buồm đấy. Có gió đây. Bánh lái thì đi có mẹ bánh lái ai gạt cho nó chạy ngược về sau. Buồm thì hướng phía trước bánh lái gầy chạy ngược về sau nữa. Thì nó có di chuyển không? Sao nó cứ giật lùi về sau thế? Ai có hai con chi đang đậu này. Ui. Đừng có đậu vào. Cảm giác địch phải đặt cái đấy ra là thuyền nếu di chuyển luôn thật. Nặng quá. Cái này này. Có khi là thuyền nặng quá hay sao ấy? Đéo ấy, đéo chuyện. Từ lúc đặt cái ra thuyền đéo chạy được. Đi là đồ xung quanh này. Mặc dù nhổ neo rồi nhưng mà đồ xung quanh nó vẫn đứng yên này. Thế bây giờ thử tắt đi mà. Remove nhé. Mà rõ ràng là ấy nhá, buồm vẫn đang mở nhá. Bình thường nó vẫn phải đi chứ, kể cả không có buồm nó vẫn đi mà. Đây còn đéo đi cơ. Kia cái đảo kia, thấy đảo rồi. Đâu đảo nào? Đảo nào? Đó, có phải không? Đó đâu đây là cái gì ấy chứ? À đúng rồi. Sao mình đến đảo rồi? Phải không? Đảo tôi đúng không? Đúng không? Không phải đây là cái đảo thuyền. À đây đảo thuyền phải ha. Đi qua cái đảo thuyền đi về thẳng mình phải đi đảo qua thuyền đảo thuyền cơ nhưng mà đi xe tại sao nó lại đéo mình... chạy nhở thuyền nó đéo chạy nhở lần trước cũng bị một lần kiểu này không nhớ không cũng lần thì mình xây cái này lên xong rồi cuối cùng về sau thuyền đéo đi nữa mình phải treo đến cái đảo thuyền à mình phải treo đến cái đảo to hai cái lên lên máy động cơ pin đi cứ xây lên xong không xây thì vẫn đi bình thường xây lên thì đéo đi được nữa thì trời để remove nhá tạm thời remove đi xem nào mẹ đấy bây giờ đi phải đéo trèo thì thuyền đéo đi cơ à mẹ cho thuyền nó không đi một tí nào này mặc dù căng buồm rồi. Bình thường kể cả đéo căng buồm thì thuyền nó vẫn đi mà. Năm giờ chạy thì phải treo tay có à? Có phải tạo 5-6 cái động cơ rồi mạnh ơi. Kể cả nó 5-6 cái, một cái còn đéo chạy là 5-6 cái cũng thế. Thế mình nhìn xem cái động cơ nó quay có bị rùa bò như mình không? Hả? À? Để YouTube mình xem à? Cái động cơ nó chạy nhào. Game đéo làm hệ thống điện mạnh. Hệ thống điện thì đéo rồi. Động cơ chạy bằng điện là ngon không? Quan trọng. Thế trên mày nghĩ lấy đâu ra điện? Nước đâu? Chà, treo check cái đảo ra, đừng treo gần đảo, à đừng van vào đảo. Tránh cái đảo ra, mình không qua đảo mà. Bạn đi này, bây giờ này, đúng kiểu đang như kiểu đang hạ neo luôn, mẹ. Thì đéo di chuyển luôn. Mặc dù là cái kia remove đi rồi. Kiểu bỏ cả cái này lên rồi, thuyền có đi không? Thế càng thuyền càng thành viên. Theo hiểu luôn. Theo hiểu sao bị cái thế nó bị sao ấy nhở? Đi này, này. Thuyền không hề di chuyển nhá, mặc dù là kéo neo lên rồi. Mà nó như kiểu đang hạ neo ấy.
Đang chèo ấy à? Ai đang chèo ấy à? Đang chèo đi. Chèo rồi thì sao nữa? Mẹ thuyền hỏng mẹ rồi. Giờ chỉ có nước chèo thôi. Đi coi mẹ đéo hiểu cái nó bị lỗi gì nữa. Hay là mình làm cái gì vậy? Mày thử lên mạng mày tìm xem nào Bình ơi. Xem mà nó cuộc nó bị làm sao mà nó bị như thế. Cái lỗi này hai lần gặp rồi đấy. Nó đéo hiểu nó bị làm sao nữa.